Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và ngay bây giờ thì chắc có lẽ là mời quý vị cho một tràng pháo tay thêm nữa để chúng ta cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Lúc đó em đang tức là bà cũng dễ thương vậy, nhưng tại sao bà vô duyên quá. Giận ảnh thì cũng giận nhiều, nhưng mà ảnh cũng biết cách mà làm cho em tha lỗi. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em là Nguyệt Anh, là vợ của anh Nguyễn Sĩ Bình. Dạ, tôi biết. Dạ, em là Nguyễn Sĩ Bình, là chồng của Nguyệt Anh. Ô, tôi cũng biết luôn. Rồi, bạn nữ là vợ, bạn nam là chồng. Đó. Sĩ Bình nay nhiêu tuổi công việc? Em nay 29 tuổi, em cũng làm nhân viên văn phòng. Công việc của em vẫn là đi học. Em học tới hai trường đại học lận. Nhưng mà cái ngành của em đó là em học bên diễn viên. Hai em là quê quán là ở đâu? Em là sinh ra ở Sài Gòn. Em người Quảng Nam. Rồi hai em quen nhau như thế nào? Là hai tụi em là học chung hai cái trường đại học luôn. Trường đầu tiên là học Đại học Văn hóa, rồi cái trường thứ hai là trường sân khấu điện ảnh, là vợ em học diễn viên, còn em là em học đạo diễn sân khấu. À. Dạ. Dạ thì cái trường đại học đầu tiên á, khi mà em học năm tư thì bà xã em mới vô năm nhất, có nghĩa năm tư là em chuẩn bị tốt nghiệp á, em phải đi học lại một số môn, phải học lại chung với năm nhất. Cái nhìn đầu tiên là thực ra hai đứa là không ưa nhau. Tại vì là mới đầu là em vô thì em thấy chị này mới ở, bạn này ở quê mới lên, coi như là còn phèn á, gọi dụng từ là còn mặc, em còn nhớ mặc cái áo cam mà có cái bèo là nhìn nó phèn quá, phèn. Nó phèn mà mang mặc cái quần tây đen, mang đôi dép nữa. Nó còn phèn. Nhưng mà cái mặt thì rất là dễ thương. Thì lúc ngồi kế nhau thì bà xã bà mới là trong lớp mới làm cái sơ yếu lý lịch đó anh, tại năm nhất mà. Thì có một cái người bạn ghi trong cái nghề nghiệp của gia đình đó là kinh doanh. Thì bà này mới quay xuống mới nói: nhà bán tập quá thì nó đại bán tập quá đi, bà đặt ghi kinh doanh. Em nhìn nó kìa, cái này là thuộc tiếp phụ nữ đẹp mà vô duyên nè. Nên là em bị một cái ấn tượng là không tốt. Thì em cũng không có gì ấn tượng với anh hết. Nói chung là một cái người mờ nhạt trong mắt em. Vì dưới quê dù phèn nhưng mà mới vô năm nhất nhưng mà rất nhiều anh để ý. Phèn nhưng mà chị cũng có giá của phèn. Dạ. Nhưng mà tình cờ là ảnh có một người em ha. À, có nghĩa là một cái người bạn thân của em lại quen với một cái người bạn gái chung phòng nữ ở chung 4-5 người nữ vậy đó. Nó rất là nhiệt tình, nó sáp vô làm mai làm mối. Thì sau này mới biết ra là tại vì nó nói em nói thiệt với anh, cái em qua bển em chơi với năm bà nữ em thấy không có gì chơi hết. Năm giờ em phải kéo anh vô để lỡ này mà ráp cả cái có gì em với anh qua phòng trọ chơi chung có bạn vui. Em nói thôi mày muốn gì mày làm thiệt. Nó rất là nhiệt tình. Thì em nhớ cái đợt đó là một cái anh học Đại học Văn hóa và anh cũng học trường sân khấu điện ảnh, thì anh mới đem cái vở tốt nghiệp của anh về Đại học Văn hóa để anh làm vở tốt nghiệp. Nguyên trường đi xem, em cũng đi xem, rồi bạn này cũng đi xem. Thì thằng đó nó mới nó lanh chanh, nó tạo điều kiện sao cho em với bạn này ngồi kế nhau. Vô ngồi kế thì cũng gặp gật đầu chào, thì chỉ chơi liền, chỉ bỏ đôi dép ra, chỉ gác cái chân lên đây chỉ ngồi. Nhưng mà trước khi đi á là cũng nói là cái anh mà em của anh này mới nói là: ê, trong mày có cái thằng này để ý nha, dân Sài Gòn nha. Nói ra anh này là tên Sĩ Bình như vậy. Thì những cái người trong phòng trọ em là không thích. Lý do? Lý do là mấy người đó là biết anh này, mấy chị nói là mày đừng có yêu nha. Thứ nhất nó là trai Sài Gòn, nhưng mà tao biết nó không phải trai, nó là 3D. Tại vì sao? Đàn ông gì đâu mà mặc cái quần bó, cái đít nguyên một trạc như vậy. Trời, cái mông, cái mông. Cái mông, cái mông, một trạc như vậy. Thời đó nó có cái mốt ống ôm. Rồi lại mặc áo cặp với lại một thằng bạn mà là hai thằng đó chơi 3D với nhau. Rồi, cái đó là phải hỏi à? Đó. Không phải anh, tại vì cái thời sinh viên á, thì ở chung phòng trọ, thì anh biết đi vô siêu thị là hay mua mấy cái áo trắng mà áo trắng nó bán năm cái bao nhiêu tiền, nó mua một lóc vậy đó, cứ phát thằng cái. Mà cái chị trong phòng là rất là ghét ảnh nên là mày tránh xa ra. Trong phòng đó cũng những trường hợp khó đỡ. Một người đi tu, tại đi học nhưng mà đi tu, rồi một người thì có nghĩa là chạy theo đuổi tình yêu thôi chứ cũng không ai đáp trả. Làm gì có thù với đàn ông á, em nghĩ. Rồi, tất cả mọi người nói với em như vậy, người ta cản em như vậy thì tại sao em thì lại... em vẫn không để ý tới. Thì đơn giản là nếu như em đã để ý tới thì em sẽ mặc cái bộ đồ cũng lịch sự hơn khi em đi coi kịch. Tại vì em cũng không quan tâm, em mới mặc cái đồ như anh diễn tả là mang đôi dép gác chân lên rồi ghế, gác chân lên ghế.
Rồi sau đó là em vừa thấy gác trên ghế là chưa nói chuyện nhau gì hết. Tự nhiên mình rất là bực mình. Em đi ra sau em ngồi liền, coi như là không nói chuyện, coi như là em thấy đang ngồi với em chơi với nhau không được rồi đó. Về đây biết sao luôn. Phải chạy đậu á. Dạ, thì cái thằng đó tối em về nó lại chạy tới: anh Bình Bình, em xin được cái số điện thoại rồi nè. Không, em cũng nhận. Em cũng nhận tại vì trong đầu em á thì em lúc đó em lại nghĩ là tại sao người ta cho mình số điện thoại. Chắc bà này bà cũng thích mình. Một cái mình lúc đó em đang tức là bà cũng dễ thương vậy, nhưng tại sao bà vô duyên quá. Thôi mình cho bà thêm một cơ hội nữa. Là tối em đó coi kịch về là em lấy số điện thoại em gọi liền. Thì khi em gọi em nghe cái giọng thì em lại bị mâu thuẫn nữa, là em nói cái giọng rất là dễ thương. Cái giọng miền Trung nghe trẻo trẻo cũng dễ thương. Rồi cái từ đó bắt đầu là mến mến nhau đó. Mến mến nhau. Là hai người này yêu bằng lỗ tai. Cần là nghe tiếng chứ không cần thấy hình. Ừ, không cần thấy hình. Lúc đó là bà này bà cũng không có yêu em. Sau này mới nói là em thấy em cũng tổn thương. Có nghĩa là thôi thì muốn quen trai Sài Gòn, tại vì chở đi ăn, chở đi coi kịch sướng quá trời. Tất cả là vì miếng ăn thôi đó. Đó là em không có thực sự là yêu thiệt lòng. Mẹ em hay dặn á là vô trong đó làm trai Sài Gòn rất là ghê. Nên là yêu ai thì giống như là nửa trái tim thôi. Đừng có lấy hết rồi để nó có phủi mình là mình còn xách đít mình chạy được chứ. Rồi sau này em lúc mà yêu em lúc có đưa yêu anh ra gặp mẹ không? Tại vì em không xác định là cưới anh này mà. Nên em sẽ không có chủ định là anh ơi năm tới hay tháng mấy đó là sẽ dắt về. Nhưng mà lại có một cái tréo ngoe đó là ba em mất. Thì ngay lúc đó thì em cũng chỉ đơn giản là lúc đó em nghĩ tới ảnh, xong em mới gọi lên là anh ơi ba em mất rồi. Em thì cũng nghĩ là chỉ báo cho ảnh cho anh biết như vậy thôi. Thì sáng hôm sau đùng một cái anh xuất hiện trước nhà em luôn. Lần đầu tiên là một thân một mình em đi máy bay. Đi tới một nơi mà em không hề biết. Nên là khi em tới cái là em bước vô cái nhà là nói thật là vậy, mới nói là em nhìn thấy nó giống như em đi nước ngoài á. Em vô rồi em nghe cái tiếng những người đó nói với nhau là em cũng không hiểu gì luôn. Ở nước ngoài luôn. Thì tự nhiên em vô em thấy một cái cảnh đám tang đó thì em thấy em rất là xúc động, thấy tội cho bạn gái mình quá đi. Em đứng chậm nước mắt khóc. Thì em thấy nguyên khu đó nhìn khóc em. Như mưa luôn. Khóc như mưa luôn. Có nghĩa là em là rất là mau nước mắt. Thì ở dưới người ta không tập trung vô cái lễ tang nữa, ta tập trung vô em. Ta đứng ta nhìn ta nói họ đoán là em là con riêng gì của ông này nè. Trời ơi. Không, anh nghĩ là em không có khóc. Em không có khóc bình thường đâu. Em không có khóc đơn giản mà chậm chậm đâu. Anh nghĩ chứ em khóc bùi không, bùi em khóc là em khóc sự thật. Chứ mà em khóc cái kiểu mà gào thét không ạ. Nhưng mà anh mà em khóc là em khóc rất tế nhị. Tại vì mình cũng sợ người ta thấy. Trời ơi, khóc tế nhị như đó nữa. Đó thì mọi người mới chỉ chỏ là trời thằng này là trường hợp ở đâu tới đồ vậy vậy. Thì sau này mới nói rõ ra, mình cũng giới thiệu là biết là bạn mà em ở dưới đó cũng một tuần lễ là em cũng bị bất đồng ngôn ngữ dữ lắm. Có một cái bà mợ hả? Kêu là bà mợ. Bà gặp bà nói con đi má boa về hả? Nói vậy dạ không, con xuống đây có mình à. Thì biết rào nhưng mà con đi má boa về phải không? Không, con đi có một mình không mà ba má con không có đi theo. Hai bên cứ hai bên cứ xà quần đâu có tức quá phải kêu thông dịch viên ra. Bà này bà ra nói không, ý nói là anh đi bằng máy bay về hả? Nó trời ơi. Bây giờ mỗi lần về có bất đồng ngôn ngữ nữa không? Dạ không, em nói luôn giờ, luôn nói được rồi. Nói được luôn hả? Dạ. Em với ông xã em cưới nhau lâu chưa? Em cưới khoảng được 2 năm rưỡi à. Tụi em yêu nhau bao lâu thì cưới? Yêu nhau lâu 5 năm. 5 năm. Dạ. Cũng lâu chứ, tìm hiểu lâu chứ bộ. Rồi thôi luôn tiện thì kể luôn tính xấu của ảnh đi. Dạ có. Vì ảnh con nhà là con trai một nên là cũng được ba mẹ rất là cưng chiều ảnh. Nên là ảnh rất là thích chơi bời tụ tập với bạn bè rồi như vậy. Em phải nói bớt lại. Đây tưởng anh chắc nhậu nhẹt. Nhưng mà ảnh không có phải là nhậu nhẹt. Đúng rồi, ảnh không có phải có là nhậu nhẹt không? Nói này là anh Quốc Thuận anh đồng cảm nè. Có những cái em phải nhậu em mới hiểu nó ngặt nghèo lắm. Ngồi nhậu thì nó thôi 10 giờ anh về đi. Mà lúc đó vợ gọi là 9 giờ thì câu chuyện mình thấy tới 10 giờ cũng hạ màn được rồi. Tính 10 giờ về cái tự nhiên 10 giờ cái đẻ ra một cái đề tài mới, mình tức quá, anh thấy đề tài đó nó hay quá. Ngồi phải tham gia. Mình tham gia cái tới 11 giờ thì vợ nói là anh không bao giờ anh đúng giờ hết, thật ra là cũng không có uống gì thêm hết. Nhưng mà có một cái đợt mà đi không phải tới 1 giờ như anh nói mà phải là tới 4 giờ sáng. 3 giờ. Hỏi hai chồng em cũng phải trả giá giờ giấc hoài vậy. Em nghĩ là cỡ 3:30 chứ không phải là giờ đó. Bây giờ mấy cũng được mà mạnh đâu. Thì đó, ảnh mới đi về em mới hỏi là anh đi đâu. Ảnh mới nói là thì đi nhậu với anh ABCD là những người đó em biết luôn. Nhưng mà xui với ảnh là em có gọi là những người đó.
và em cũng biết là đúng có đi nhậu, nhưng mà đã dừng với người đó lúc 12 giờ rồi. Trời ơi, và bây giờ từ 12 giờ tới 3 tiếng đi đâu? À. Em á, hồi nhỏ em rất là nói xạo, nên bây giờ ai nói xạo em nghe mùi là biết liền. Mùi tanh tanh là mùi tanh. Thì anh mới nói là à, anh đi về nhưng mà anh mắc toilet quá, xong anh mới chạy em đi tìm cái family mắc. Anh em mới nói bị điên hả? Mắc toilet thì mình chạy về nhà mình sẽ nhanh hơn anh chạy vòng vòng để tìm cái family mắc, đúng không? Từ quận nhất chạy qua hầm Thủ Thiêm mà tới Trần Não là tới nhà rồi. À. Cái này chạy vòng vòng, nó chạy vòng vòng đi tìm không có cái family mắc nào hết. Trời để mà đi vô nhưng rồi cuối cùng cũng tìm được cái family mắc. Cái sau em mới nói là chắc chưa. Nhưng mà xui cho anh á là trước khi đi vô cửa hôm đó là em bị bệnh thì mẹ anh mới nói ê mày đi massage vậy hả? Sao nghe mùi thuốc bắc vậy? Cái em ngạt mũi em đâu có nghe, nhưng mà vô mình chụp đầu liền luôn. Sao nghe mùi thuốc bắc vậy? Thì đâu có đâu. Rồi em biết là nói xạo rồi. Thì khi đó em có rất là giận vì em đã cho cơ hội nói 3 lần vẫn không nói thiệt. Và em cầm cái remote, em nhớ em quăng rất mạnh, hình như là hư cái remote luôn. Em mới nói là anh cẩn thận, coi chừng sẽ mất vợ và mất con. Và em đi ngủ em không nói gì nữa. Thì hôm đó thì lại có mẹ em vô nữa. Sáng ngày dậy mẹ mới gọi em dậy. Ê, nó khóc. Tao thấy cái dài nó nhúng nhúng vậy, nó xoay cái tường nó nhúng nhúng như vậy là tao biết nó khóc rồi. Thế em cũng không quan tâm vì em nghĩ lúc đó em rất là giận rồi. Thì ảnh cho anh cũng biết được nên ảnh vô ảnh mặc cái áo rất là lịch sự. Ảnh mới nói là xin phép em cho anh nói chuyện với em chút. Thì bắt đầu ra là ảnh mới nói thiệt là ảnh đi massage. Trước khi mà em ra nói chuyện với ảnh thì em cũng đã xác định là nếu như bây giờ mà mình sẽ cương quyết mình hỏi đi đâu và massage như thế nào, mình hỏi cặn kẽ chi tiết. Massage ở đâu? Ở đâu và có lành mạnh hay không? Nào, đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ nếu như bây giờ mà hỏi chi tiết vô thì vợ chồng sau này có hàng gắn thì cứ nghĩ tới cái chuyện đó thì mình lại khó. Em mới nói là thôi bây giờ không nói đề tài này nữa. Từ bây giờ trở đi thì anh làm sao anh làm, không đề cập tới cái chuyện này nữa. Tha lỗi. Rồi sau đợt đó là em đi massage, không bao giờ em vô cái phòng thuốc bắc nữa. Không, thực ra là nói giỡn vậy thôi chứ đúng là đêm hôm đó là mình thấy mình cả đêm em không ngủ, em khóc. Thì mình nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là em tức bản thân em, là em nói dối nó quá phô đi. Mình non nớt. Dạ, yếu, mình quá yếu đi. Thế là lúc đó có bia rượu nên không có biên kịch được. Không có biên kịch được. Nhưng mà nói giỡn vậy thôi chứ cái nguyên nhân lớn nhất là rõ ràng mình thấy mình có lỗi. Đúng. Tại vì vợ mình mới sanh mà mình ham chơi quá. Thì tại vì thực ra từ đó giờ chỉ có cái chuyện đó là cái chuyện lớn nhất, lớn mà nhất em bị... em bị bắt thôi. Còn một số chuyện chưa bắt được, thì là chuyện. Dạ, còn không? Một số chuyện em khéo léo em lòn qua được. Nên là mình thấy mình rất có lỗi, mà chưa bao giờ em thấy em mất cái đàn ông tính như vậy luôn. Đàn ông tính á. Dạ. Em khóc cả đêm, sáng dậy em gặp vợ em xin lỗi mà em vẫn còn khóc. Là đó có nghĩa là đó là lần duy nhất luôn. Rồi, bây giờ mong muốn Bình thay đổi điều gì? Em mong muốn ảnh là chơi với con nhiều hơn. Vì ảnh không bao giờ ảnh chơi với con quá 5 phút. Và ngay cả con nó cũng không mến ảnh nữa. Có như có một lần chỉ là ảnh nằm đó là nó cũng khóc thét luôn. Mình phải chơi với nó nhiều. Dạ, ảnh chơi với nó mà ảnh cứ ngồi bấm cái game hơn. Vậy rồi nó cứ đi lủi thủi nó chơi mà mình với nó. Chơi với con nhiều hơn chút. Dạ. Đúng không anh? Dạ, với lại ví dụ như em biết công việc ảnh rất là áp lực. Mà anh đừng có gì đổi anh đầu em. Em ghi chú là không có đánh đập, không có sỉ vả, không có hạ nhục. Có nghĩa là em về mặt mày hơi nặng nề thôi chứ không phải là... Anh rất là đàng hoàng. Tức là mình biết cái tính đó của ảnh vì cũng đã năm quen nhau 5-6 năm rồi. Mình cũng đã hiểu cái đó rồi và mình chấp nhận mình mới cưới ảnh. Nhưng mà nhiều khi thì em ở nhà em vẫn có bị áp lực, có giữ con. Rồi nhiều thứ cũng áp lực chứ không phải như hồi xưa không. Mà bây giờ ảnh về rồi ảnh cứ cau có như vậy thì em cũng cảm thấy em buồn. Dạ. Vậy thôi. Ở bên mong muốn bà xã thay đổi gì? Về vị trí của một người vợ á, dạ em tính tình ok hết, công dung ngôn hạnh là tề gia nội trợ ok hết, nhưng bị cái là quá thương con. Vợ em mà chỉ cần con mà nó kêu là gì? Nhà giàu đứt tay mà ăn mài đổ ruột á, con nó ốm đau thì nít mà bệnh cái thôi là bà bắt đầu bà chắc lưỡi đi ra đi vô, mắt nhìn xa xăm. Không biết bây giờ tôi phải làm sao đây để tôi cứu con tôi, thí dụ chẳng hạn. Nó không khi nó bệnh, chuyện nó bệnh bình thường đâu có gì đâu. Thì nếu như cái kiểu này lặng nhỏ này mẹ mốt. Tại vì em thấy tính nó bây giờ là rất giống em. Không được cái gì là bật ngửa, đập, tạch vậy đó. Mà nó con gái á, là nó có thể làm bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích. Nên là em rất sợ là sau này với cái tính đó và với cái sự nuông chiều này thì rất là dễ hư. Đó là cái em góp ý vậy. Hiểu anh ấy chưa? Không, nhưng mà cái ca này á là nó phải dày nè. Có những mẫu người phụ nữ mà con nó chỉ cần bị một chút xíu con mũi cắn thôi là trời ơi muốn giết cả cái dòng họ mũi, kiếm nó đâu, giết nó cho rồi đi, không thể để cho nó sống được. Mà kiểu đó là cái mẫu người phụ nữ đó. Thành ra em không, tức là em không thể mong muốn
bạn chồng của em giống như là bạn Thuật được. Và ngược lại, em cũng không thể mong vợ của em có thể bớt quan tâm tới con được. Tuy nhiên đó là luật bù trừ trong gia đình em. Đứa con em á, nó thiếu ở bố cái gì thì mẹ nó bù đắp như thế hết. Trong gia đình chị y chang vậy, anh Tuấn Anh y vậy luôn. Ngay cả cái chuyện mà chồng em đi massage, ông xã chị cũng ghiền massage dữ lắm. Không thiệt, ghiền dữ lắm. Đó là một cái nhu cầu không thể thiếu được, thuần túy thôi. Nó không phải là cái sự đụng chạm xác thịt, mà nó là một cái gì đó mà về sức khỏe, về đầu óc, về tức là họ áp lực, họ thế này, nọ kia. Thì cái nhu cầu đó của họ để họ xả, để họ tiếp nhận cái năng lực. Thì khi mà mình hóa giải được điều đó, mình không hề cảm thấy khó chịu, bực bội. Sau này chị còn khuyên ông phải đi massage nhiều một chút nữa, cho ông bớt khùng á. Tính tình mà hay bị nóng tính á, là... Đó, không xả ra đó, là không. Nguyên nhân anh hay nóng tính. Có đó thì tự biết hướng và xả cái stress đó bằng cách nào để đừng có lỗi vợ, tại vì chồng rất là yêu vợ, nhìn là biết. Đúng yêu không? Quá yêu rồi. Dạ. Yêu vợ. Như vậy hiểu nhau chưa? Hơn chưa? Được không? Ok không? Ok không? Ok rồi. Nếu là sau vụ này, sau đợt này là em được đi massage thoải mái. Không biết là nghe cái chuyện đó tối nay. Chuyện đó là chuyện giữa hai người.